Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Nga tuyên bố không xuất khẩu dầu theo giá trần của phương Tây. Thông tấn xã Tass cho biết phó thủ tướng Nga Alexander Novak hôm nay nói nước này sẽ không bán dầu theo mức giá trần phương Tây đặt ra, dù có phải giảm sản lượng. Ông Novak nhấn mạnh động thái của phương Tây là hành vi can thiệp thô bạo, đi ngược lại các quy tắc thương mại tự do và sẽ khiến cho thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào bất ổn khi gây ra tình trạng thiếu nguồn cung. Phó Thủ tướng Nga Novak cho hay chúng tôi đang nghiên cứu các cơ chế để cấm sử dụng công cụ giới hạn giá bất kể mức giá nào được đặt ra, bởi hành động can thiệp như vậy có thể gây bất ổn hơn nữa cho thị trường. Chúng tôi sẽ chỉ bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho những quốc gia hợp tác với chúng tôi theo các điều kiện thị trường, ngay cả khi chúng tôi phải giảm sản lượng một chút. Theo ông Novak, mức giá trần phương Tây áp đặt có thể gây ra rắc rối trên thị trường và ảnh hưởng đến các quốc gia khác ngoài Nga. Nhóm G7 và Australia hôm 27 tháng 12 đã đồng ý áp mức trần giá 60 Mỹ kim một thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, không lâu sau khi các thành viên Liên Âu thống nhất con số này. Động thái của phương Tây cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm giải quyết những lô hàng dầu thô của Nga được bán vượt trần là một nỗ lực nhằm trừng phạt Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tính từ Estonia chi 200 triệu Mỹ kim để mua pháo HIMARS của Hoa Kỳ. Thông tấn xã AFP đưa tin Estonia, quốc gia vùng Baltic, đồng ý mua 6 hệ thống pháo phản lực tầm trung HIMARS của Hoa Kỳ với giá trị hợp đồng hơn 200 triệu Mỹ kim. Manus và Demorsar, tổng giám đốc Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia, gọi tắt là ECDI, ngày 2 tháng 12 ký hợp đồng mua pháo phản lực cơ động cao HIMARS với Cơ quan Hợp tác Quốc phòng An ninh DSTA của Hoa Kỳ, theo thông cáo từ ECDI, với tổng giá trị hơn 200 triệu Mỹ kim cho 6 tổ hợp HIMARS. Đây được xem là hợp đồng vũ khí đắt giá nhất lịch sử của quốc gia vùng Baltic. Estonia dự kiến chi thêm tiền mua đạn, thiết bị liên lạc, hậu cần cũng như dịch vụ bảo dưỡng, huấn luyện vận hành. ECDI không tiết lộ đặt hàng bao nhiêu quả đạn cho tổ hợp HIMARS, nhưng cho biết trong đơn hàng có một số hỏa tiễn có tầm bắn khoảng 300 km cùng các rocket có tầm bắn ngắn hơn. Đợt bàn giao đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2024. Những láng giềng Nga ở vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã tăng chi tiêu quốc phòng sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2. Litva tháng trước công bố ý định đặt mua 8 hệ thống pháo HIMARS từ Hoa Kỳ với tổng giá trị hợp đồng khoảng 495 triệu Mỹ kim. Giám đốc điều hành lọ HIMARS Jim Chaklet hồi tháng 10 thông báo tập đoàn quốc phòng Hoa Kỳ dự kiến thúc đẩy dây chuyền sản xuất HIMARS từ mức 60 xe phóng hiện nay lên 96 xe phóng một năm. Hoa Kỳ đã cung cấp 20 tổ hợp pháo HIMARS đến Ukraine từ mùa hè, đóng vai trò lớn giúp cho Kiev thay đổi cục diện xung đột giữa Ukraine và Nga. Tin từ Iran, Tổng công tố viên tuyên bố loại bỏ cảnh sát đạo đức. Tổng công tố viên Iran thông báo cảnh sát đạo đức bị giải thể sau hơn 2 tháng biểu tình nổ ra vì những tranh cãi liên quan đến lực lượng này. Hãng thông tấn nhà nước Iran ISNA hôm nay dẫn lời Tổng công tố viên Mohammad Jafar Mortazeri nói rằng cảnh sát đạo đức không liên quan gì tới cơ quan tư pháp và đã bị giải thể. Thông báo về việc bãi bỏ đơn vị này được đưa ra một ngày sau khi ông Mortazeri cho biết cả quốc hội và cơ quan tư pháp đều đang thảo luận về vấn đề liệu có cần thay đổi luật yêu cầu phụ nữ che đầu hay không. Tổng thống Abraham Raisi ngày 3 tháng 12 nói rằng nền Cộng hòa và nền tảng Hồi giáo của Iran đã được củng cố theo hiến pháp nhưng có những cách thực thi hiến pháp linh hoạt. Cảnh sát đạo đức được gọi là Ghazi-e-Assad là một lực lượng của Iran được thành lập nhằm giám sát công chúng tuân thủ các giá trị Hồi giáo. Họ bắt đầu tuần tra từ năm 2006 để thực thi quy định về trang phục, trong đó yêu cầu phụ nữ phải đội khăn trùm đầu, mặc quần áo dài và cấm mặc quần đùi.
quần bò rách hay những loại quần áo khác bị coi là không đứng đắn. Theo đó, các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát đạo đức ở Iran bùng lên sau cái chết của Mahsa Amini, cô gái người Kurd 22 tuổi ngày 16 tháng 9. 3 ngày trước đó, Amini bị cảnh sát đạo đức bắt với cáo buộc mang khăn trùm hijab không phù hợp với luật Hồi giáo. Phong trào biểu tình khởi đầu với thông điệp đòi quyền tự do và bình đẳng cho phụ nữ, nhưng dần mở rộng thành yêu cầu cải cách xã hội và chính trị, thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia. Chính phủ Iran gọi các cuộc biểu tình là hành vi bạo loạn do phương Tây xúi giục. Giới chức nước này đã bắt hàng nghìn người tham gia phong trào. Quay sang Nhật Bản, thưa quý vị, 3 giáo viên mầm non bị bắt vì bạo lực với học sinh. Thông tấn xã NHK đưa tin 3 giáo viên tại một trường mẫu giáo của Nhật Bản hôm nay bị bắt để điều tra về hành vi bạo hành những học sinh mà họ chăm sóc. Các giáo viên bị bắt vài giờ sau khi cảnh sát khám xét trường tư thục Sakura Hokon tại thành phố Sonoro, miền trung của Nhật Bản. Trước đó, vào ngày 30 tháng 11, cảnh sát cho biết 3 người có liên quan đến 15 vụ bạo hành diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Ví dụ như xách ngược trẻ và tát vào mặt. Theo đó, 3 người này gồm Sachi Mora, 30 tuổi, Kaori Kamatsu, 38 tuổi và Rie Hattori, 39 tuổi, vừa nghỉ việc tại nhà trẻ gần đây, thừa nhận về hành vi bạo lực, trong đó có đánh đập, ép trẻ cởi quần áo và dùng dao đe dọa. Tuy nhiên, họ giải thích rằng làm vậy chỉ để kỷ luật các em nhỏ. Theo chính quyền thành phố Sosono, tỉnh Shizuoka, các giáo viên bị bắt nằm trong 6 giáo viên phụ trách lớp 1 tuổi của trường Sakura Hokon. Cảnh sát sẽ phân tích những tài liệu bị thu giữ để xác định liệu những hành vi bạo hành trẻ em có diễn ra thường xuyên hay không. Nhà chức trách được cho là đã tiến hành khám xét vì lo ngại bằng chứng có thể bị tiêu hủy, vì nhà trường từng yêu cầu nhân viên ký cam kết không tiết lộ những gì diễn ra tại đây. Chính quyền thành phố và tỉnh hôm qua bắt đầu thực hiện một cuộc kiểm toán, đặc biệt đối với ngôi trường, thẩm vấn hiệu trưởng Toshihiko Sakurai và yêu cầu ông này nộp hồ sơ công việc của 3 giáo viên bị bắt. Các hành vi bạo lực được đưa ra ánh sáng sau khi thành phố nhận tin báo hồi giữa tháng 8. Họ đã gặp hiệu trưởng Sakurai để điều tra nhưng vẫn bí mật về vụ án trong hơn 3 tháng. Tin từ Indonesia, núi lửa phun trào, chính phủ phát cảnh báo cao nhất. Núi lửa Semeru tại đỉnh Đông Java, Indonesia phun trào, khiến giới chức nâng mức cảnh báo về hoạt động của nó lên cấp cao nhất. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, gọi tắt là BNPB, cho biết núi lửa Semeru cách thủ đô Jakarta khoảng 640 km về phía đông, phun trào vào 2 giờ 46 phút hôm nay. Núi Semeru cao 3.676 m là ngọn núi cao nhất ở đảo chính Java, trung tâm giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa Indonesia, gọi tắt là PVMBG, đã nâng cảnh báo về hoạt động của núi lửa Semeru từ cấp 3 lên mức cao nhất là cấp 4. Phát ngôn viên PVMBG Hendra Gorakwan cho biết việc này thể hiện mối nguy hiểm đe dọa khu định cư của người dân và hoạt động của núi lửa đã leo thang. Người dân được cảnh báo không tiến hành bất cứ hoạt động nào trong vòng 8 km tính từ trung tâm vụ phun trào núi lửa Semeru. Quan chức địa phương Toku Hak cho biết quá trình di tản người dân sống gần núi lửa đã bắt đầu. Tình nguyện viên địa phương Bayu Dani Avianto mô tả hầu hối lối vào ngọn núi đã bị đóng từ sáng nay và trời đang mưa cộng thêm cho núi lửa che khuất tầm nhìn ngọn núi. Thêm rằng các vụ phun trào nhỏ vẫn tiếp diễn. Hiện chưa rõ vụ phun trào có gây thiệt hại về người hay không. Vụ phun trào xảy ra sau một loạt trận động đất ở phía tây đảo Java, trong đó có sự việc khiến cho hơn 300 người chết hồi tháng trước, với 142 núi lửa trải khắp cả nước. Indonesia là quốc gia có số dân sống gần núi lửa nhiều nhất thế giới, trong đó 8,6 triệu người sống trong phạm vi khoảng 10 km gần núi lửa.